chính cả nhà. Gà ai xài mật bên chỗ mình thì cẩn thận mình nhé, để ý giùm ha. Chào Thủy Tiên Nguyễn Thị ha, chào OB ha, đây nó xì lên một phát nè ha. Còn mình để ý nghe đó, chạy chạy rồi đó, gà nó ghê lắm. Chờ một tí. Mày về kịp chứ không được chắc này nổ liền nè, này ghê quá, ghê quá. Ai xài mật chú ý giùm ha. Ga rất là nhiều ha. Bếp nấu luôn anh. Mà dặn dặn vừa vừa nha, chứ dặn dặn mà dặn nhanh quá. Ừ, chàng nước đen quá, wow, cái này đen chết ba luôn, quá chạy thôi.
qua chăng. Mà nó chăng luôn. Ghê quá. Ừ. Xí nữa hả? Ghê thật. Còn cái hũ chanh đào này nó cũng tự càng mà. Dính mặt quá. Dính mặt quá. Dính mặt. Xí nữa rồi. Tay dính mặt tùm lum hết. Tự quay tự lại luôn. Tay chân run hết luôn. Gớm nè. Chanh đào này thì trứng này ngâm không có chanh ha. Ơ quên lộn. Ngâm không có đường phèn ha, chỉ mật thôi. Nè. Giờ em nấu đây ra lên. Chọt tay, rửa tay tay trơn quá. Thank you.
thơm quá. Gà chưa? Hãy cái chai này xử lý đám đuối luôn.